Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip hướng dẫn quá trình chuyển điện máy sang điện bình chiếc Yamaha FZ150. Đây là xe Yamaha FZ150. Và cách chuyển điện máy sang điện bình hết sức đơn giản, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ. Thứ nhất là khi mà chúng ta gỡ cái đầu đèn ra xong thì chúng ta sẽ thấy là ở đây có hai cái giắc màu trắng, có một cái giắc lớn và một giắc nhỏ. Giắc nhỏ này thì gồm có hai dây thì chúng ta sẽ không có đụng chạm. Chúng ta xong có không có đụng gì đến cái giắc hai dây này và chúng ta sẽ xử lý ở cái giắc lớn này. Thì trong cái giắc lớn này chúng ta sẽ để ý đây là nguồn từ dưới lên. Đây là nguồn điện từ dưới lên. Và nó có một cái sợi dây màu vàng giống như vậy. Thì mình đã rút cái sợi dây màu vàng này ra. Dây màu vàng này từ dưới lên chính là dây từ mâm lửa cung cấp lên hệ thống điện máy cho xe FZ150 này. Và mình rút cái dây này ra thì dây này không có sử dụng nữa. Mình sẽ tiến hành mình bỏ dây đốt này vào và mình cắt điện. Một chút nữa mình sẽ đốt cắt điện cái sợi dây vàng này do mình không có sử dụng nữa. Và thì khi mà mình rút cái này ra thì hệ thống điện trên xe sẽ không được cung cấp cho đèn nữa. Thì chúng ta cần phải lấy nguồn điện sau ổ khóa. Thì ở dưới đây thì mình có một cái giắc màu đen. Các bạn chú ý là tổng cộng ở đây có 3 cái giắc, hai giắc màu trắng và một giắc màu đen. Thì giắc màu đen này nó có một cái dây là hình như là dây màu đỏ và một cái dây sọc giống như vậy. Dây này là dây màu đỏ. Thì dây màu đỏ của giắc màu đen này chính là dây điện bình sau ổ khóa. Thì mình câu một sợi dây điện bình sau ổ khóa và mình thay thế cho cái dây màu vàng này vào là quá trình chuyển điện máy sang điện bình đã hoàn thành. Bạn nào muốn sử dụng công tắc riêng, công tắc đèn riêng cho chiếc FZ150 này thì chúng ta có thể sử dụng công tắc riêng giống như vậy. Thì chiếc xe này mình đã gắn cái công tắc riêng ở trên cùm lái. Và công tắc riêng này có hai đầu dây thì mình cũng đã đưa xuống đây. Ở đây là hai đầu dây của công tắc riêng. Đây là hai đầu dây của công tắc riêng. Thì một đầu mình đã đấu vào sợi dây đỏ này để mình lấy nguồn sau ổ khóa. Đầu còn lại của công tắc mình đưa thẳng vào để thay thế cho sợi dây màu vàng này. Thì quá trình đã hoàn thành việc chuyển điện máy sang điện bình và sử dụng công tắc. Đây là hình ảnh phía sau của công tắc. Và công tắc này đưa xuống hai dây, một dây đi vào dây màu đỏ của giắc màu đen, hai dây thì mình sử dụng là một dây này đi vào dây màu đỏ, dây còn lại sẽ thay thế cho dây màu vàng từ dưới lên. Và mình hoàn thành quá trình là chuyển điện máy sang điện bình. Thì hồi nãy mình cũng đã thử cắm đèn vào và mở ổ khóa nó lên bình thường. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi đây là cái bóng halogen. Ấy chích. Halogen. Và mình cắm cái bóng halogen này vào xe. Mình bật khóa lên. Không cần nổ máy. Thì đèn sẽ tự động mở nếu mà mình bật tắt công tắc ở đây. Đây là công tắc mình đấu rời. Thì mình bật tắt công tắc thì cái đèn nó sẽ tắt mở giống như vậy. Và mình sẽ dư ra một cái sợi dây màu vàng. Thì dây màu vàng này mình sẽ tiến hành là mình đốt cắt điện, không có sử dụng nữa. Vì dây màu vàng này là dây từ mâm lửa cung cấp lên cho hệ thống đèn. Dây này có điện, các bạn chú ý cần phải cắt điện cho xe, cho cái sợi dây này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin chào và xin hẹn gặp lại.